Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Tâm điểm Kinh tế phát sóng trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, sau hơn 20 năm, quan hệ kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã tăng hơn 100 lần, từ 450 triệu đô la Mỹ vào năm 1995 lên mức 45 tỷ đô la Mỹ vào năm 2015. Với chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama trong tuần qua được coi là bước tiến mới sẽ tác động tích cực đến triển vọng kinh tế giữa hai bên thời gian tới. Tất cả sẽ có trong chương trình Tiêu điểm Kinh tế tuần này với chủ đề Quan hệ thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ bước tiến mới. Trước tiên mời quý vị cùng theo dõi phóng sự tổng hợp ghi nhận lại những mốc phát triển về kinh tế thương mại sau hơn 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Ngày 11 tháng 7 năm 1995, Tổng thống Mỹ Bill Clinton và Thủ tướng Việt Nam Võ Văn Kiệt thông báo quyết định bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Ngày 13 tháng 7 năm 2000, Hiệp định Thương mại song phương được ký kết và có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2001. Ngày 31 tháng 5 năm 2006, ký kết Hiệp định Thương mại song phương về việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Từ ngày 8 tới ngày 9 tháng 12 năm 2006, Hạ viện và Thượng viện Hoa Kỳ thông qua luật dành cho quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn cho Việt Nam. Ngày 11 tháng 1 năm 2007, Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Tháng 7 năm 2013, Việt Nam, Hoa Kỳ xác lập quan hệ đối tác toàn diện. Tháng 7 năm 2015, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Chuyến thăm diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao kể từ ngày 11 tháng 7 năm 1995. Tháng 2 năm 2016, hai bên đã kết thúc đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, hiện đang phối hợp chặt chẽ để Quốc hội hai nước sớm thông qua. Thưa quý vị, trong thời gian qua, trao đổi thương mại giữa hai nước đã có bước tăng trưởng ngoạn mục và hiện Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Tuy nhiên, quan hệ này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Nhìn tổng thể thì tiềm năng và cơ hội cho các doanh nghiệp của cả hai nước trong việc khai thác thị trường của nhau và hợp tác đầu tư còn rất lớn. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Kể từ khi Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam-Hoa Kỳ BTA có hiệu lực từ năm 2001, xuất khẩu ngành dệt may Việt Nam và Hoa Kỳ đã tăng lên nhanh chóng, đạt hơn 11 tỷ đô la Mỹ trong năm 2015. Con số này tiếp tục khẳng định vị trí số 1 của thị trường Hoa Kỳ đối với mặt hàng này. Kể từ năm 2001, khi mà Hiệp định Thương mại song phương Việt-Mỹ được ký kết, thì cái sự bùng nổ của thị trường Mỹ tôi cho rằng là bùng nổ rất lớn về cái tỷ trọng xuất khẩu. Điển hình là trước kia thì chúng tôi chỉ có thị trường chính là thị trường châu Âu và thị trường Nhật Bản, nhưng từ năm 2001 trở lại về đây, trở lại đến nay, đến năm 2015 thì thị trường Mỹ chúng tôi luôn luôn giữ cái tỷ trọng xuất khẩu từ 35 cho đến 50% tùy vào từng năm. Và cụ thể là trong cái giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2015 thì thị trường Mỹ luôn luôn chiếm cái tỷ trọng khoảng 45% tỷ trọng xuất khẩu của may 10. Không chỉ có dệt may, hầu hết các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam vào thị trường này đều có kim ngạch trên 1 tỷ đô la Mỹ, bao gồm hàng dệt may là 9,8 tỷ đô la Mỹ, giày dép các loại 3,3 tỷ đô la Mỹ, gỗ và sản phẩm từ gỗ là 2,23 tỷ đô la Mỹ. Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 2,12 tỷ đô la Mỹ, hàng thủy sản 1,7 tỷ đô la Mỹ, nông sản 1,7 tỷ đô la Mỹ, điện thoại các loại và linh kiện 1,5 tỷ đô la Mỹ. Hiện tại, Hoa Kỳ đã trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và Việt Nam trở thành bạn hàng lớn thứ 20 của Hoa Kỳ. Và Việt Nam là người được hưởng lợi trong cái mối quan hệ thương mại này vì chúng ta thặng dư liên tục. Và cái thặng dư đó là tăng rất nhanh và đến gần đây là theo tôi biết là năm 2015 là chúng ta đã thặng dư tới đâu gần 30 tỷ đô la gì đấy. Và chỉ riêng có 3 tháng đầu năm 2016, đây là theo số liệu của cơ quan Mỹ, thì chúng ta đã thặng dư khoảng độ hơn 8 tỷ đô. Đấy, ví dụ như vậy, tức là cái thặng dư của chúng ta là rất cao. Tuy nhiên, dù Hoa Kỳ được xem là một trong những thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam, nhưng hàng năm, nhiều lô hàng nhập khẩu của Việt Nam bị đối tác khởi kiện hoặc áp dụng lệnh buộc phải thu hồi khỏi thị trường Hoa Kỳ do chưa đảm bảo những yêu cầu. Trong khi đó, những rào cản thương mại, kỹ thuật của Mỹ ngày càng khắt khe và hễ thấy có dấu hiệu làm nguy hại tới sản xuất trong nước, lập tức họ sẽ bổ sung những quy định mới, điều luật mới để chống đối phó. Như vậy, các doanh nghiệp Việt Nam luôn phải đối mặt với nguy cơ bị kiện cáo. Thứ nhất là do vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm, mà trong đó là nhiễm kháng sinh cấm và vi sinh gây bệnh.
Nguyên nhân thứ hai là do đóng gói in nhãn mác sai. Nguyên nhân thứ ba là do quy cách không đúng, sai quy cách so với cam kết. Thì trong cái việc trả hàng về thì cái nguyên nhân an toàn thực phẩm thì nó lên hàng đầu. Trong khi đó, Việt Nam cũng là điểm đầu tư lý tưởng của nhiều tập đoàn, doanh nghiệp Hoa Kỳ. Tính đến nay, Hoa Kỳ hiện xếp vị trí thứ 8 trong 101 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư trực tiếp vào Việt Nam với số vốn đăng ký khoảng 11,6 tỷ đô la Mỹ với 808 dự án. Tuy nhiên trên thực tế, quan hệ này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Cho đến nay, dù vẫn là nhà đầu tư hàng đầu, Mỹ vẫn chưa thể là nhà đầu tư số 1 tại Việt Nam. Đầu tư của Mỹ vào Việt Nam được cả hai phía đánh giá là chưa xứng với tiềm năng. Do đó, trong thời gian tới, với mối quan hệ đối tác toàn diện hiện có, cũng như quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, đầu tư thương mại sẽ tiếp tục tăng. Tương lai mối quan hệ Mỹ và Việt Nam sẽ rất tươi sáng. Nhiều doanh nghiệp Mỹ đang rất quan tâm đến thị trường Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực như hàng không, lắp đặt hệ thống Wi-Fi, hay giúp những người trẻ tuổi và doanh nghiệp Việt Nam phát triển công nghệ, cũng như các ứng dụng điện thoại. Rất nhiều doanh nghiệp Mỹ đang hoạt động kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động kinh tế sẽ được thúc đẩy hơn nữa trong thời gian tới. Quan hệ hợp tác Việt Nam và Hoa Kỳ những năm qua đã luôn được duy trì và phát triển. Nếu như năm 1995, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam Hoa Kỳ mới đạt 450 triệu đô la Mỹ, thì đến năm 2002 là 2,89 tỷ đô la Mỹ, thì đến năm 2014 đã tăng lên 35 tỷ đô la Mỹ và năm 2015 là 45 tỷ đô la Mỹ. Tức là tăng 100 lần so với năm 1995. Tuy nhiên, Việt Nam ngày càng làm tốt hơn nữa việc cải cách thủ tục hành chính, cải tiến về kỹ thuật, nâng cao chất lượng hàng hóa xuất khẩu. Ngoài ra, sẽ có một làn sóng đầu tư lớn của các nhà đầu tư từ Hoa Kỳ và Việt Nam trong thời gian tới. Do đó, dự báo thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong năm 2016 sẽ vượt xa con số 45 tỷ đô la Mỹ của năm 2015 và có thể kỳ vọng đạt 80 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020 nếu khuynh hướng này tiếp tục được duy trì và có thể cao hơn khi có TPP. Với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, tiếp tục thúc đẩy quan hệ thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ, Tổng thống Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ Barack Obama đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 23 đến 25 tháng 5 theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Chuyến thăm lần này đã đánh dấu một bước tiến mới và được xem là cú hích trong quan hệ thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ. Như vậy, chuyến công du chính thức của Tổng thống Barack Obama đã kéo dài 3 ngày, từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 5 tại hai địa điểm chính là thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh với nhiều hoạt động. Theo đánh giá của Bộ Ngoại giao Việt Nam và các quan chức cấp cao Hoa Kỳ trong chuyến thăm lần này của Tổng thống Mỹ Barack Obama, nhiều thành tựu quan trọng đã đạt được như về chính trị, ngoại giao. Hai bên đã tuyên bố chung nhất trí tăng cường quan hệ đối tác toàn diện theo hướng thực chất, hiệu quả, bền vững vì lợi ích hai nước, vì hòa bình ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và thế giới. Về quốc phòng an ninh, Tổng thống Barack Obama đã tuyên bố dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương với Việt Nam. Những con số trong quan hệ kinh tế Việt Nam-Hoa Kỳ trong những năm vừa qua không chỉ là những con số đơn thuần, mà là thước đo cho sự chuyển đổi trong quan hệ Việt-Mỹ và được thể hiện trong chuyến thăm lịch sử của Ngài Tổng thống Barack Obama tới Việt Nam trong tuần này. Trong chương trình hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, bao gồm năng lượng sạch, ứng phó với biến đổi khí hậu, y tế, công nghệ cao, hợp tác an ninh và hiệp định cột mốc TPP. Về kinh tế, kết quả đáng chú ý là hai bên nhất trí cao lấy hợp tác phát triển làm trọng tâm. Điển hình tại thủ đô Hà Nội, Tổng thống Barack Obama đã có buổi hội đàm với Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Trong buổi hội đàm, lễ ký kết hợp đồng giữa Vietjet và Boeing với giá trị hợp đồng trị giá hơn 11 tỷ đô la Mỹ đã được chứng kiến bởi Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Mỹ Barack Obama. Hợp đồng này được xem là điểm đánh dấu bước tiến mới về quan hệ thương mại giữa doanh nghiệp hai quốc gia Việt Nam Hoa Kỳ, mở đầu cho việc giao lưu thương mại ngày càng tiến xa hơn nữa doanh nghiệp hai nước. Việc ông Obama sang thăm Việt Nam và ở lại Việt Nam lâu là một điều rất đáng mừng. Và nó cho thấy rằng quan hệ Việt-Mỹ đã phát triển như thế nào từ lúc hai nước chúng ta bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Tôi thấy một số hoạt động đáng chú ý của ông Obama như chứng kiến hợp đồng kinh tế giữa tập đoàn Boeing với doanh nghiệp Việt Nam. Sau khi làm việc tại Hà Nội, điểm nhấn đáng chú ý trong chuyến công du của ông là chiều ngày 24 tháng 5. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có cuộc trò chuyện với các doanh nhân trẻ tại thành phố Hồ Chí Minh,
Nội dung chính của cuộc trò chuyện này là được thảo luận về lợi ích mà Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương đem lại cho quan hệ hai nước, như thúc đẩy công ăn việc làm hay nâng cao các tiêu chuẩn về lao động và môi trường. Tôi rất vui mừng và đánh giá cao nội dung những gì mà ông Obama đã nói, đặc biệt là trong bài phát biểu của mình sáng hôm qua. Và tôi đặc biệt vui mừng khi thấy Tổng thống Obama nói chuyện với người dân. Tôi đã tháp tùng Tổng thống hôm qua, hôm nay, và thấy ông Obama nói chuyện với người dân Việt Nam, đặc biệt là thanh niên, các bạn trẻ Việt Nam, đặc biệt là chủ đề TPP. Tôi chắc chắn là qua chuyến thăm này của ngài Tổng thống chúng tôi, quan hệ kinh tế của hai nước sẽ tiếp tục phát triển và chúng ta còn nhớ là quan hệ song phương ký kết vào đầu thế kỷ này. Hiện nay, một hiệp định cũng được kỳ vọng tiến triển là hiệp định TPP và hiệp định này sẽ có nhiều triển vọng hơn nữa. Sau chuyến thăm của các quan chức cấp cao Hoa Kỳ tại Việt Nam, điển hình là chuyến thăm của Tổng thống Barack Obama sẽ giúp TPP được phê chuẩn nhanh hơn, có thêm những trao đổi cụ thể để sớm đưa hiệp định TPP có hiệu lực, từ đó tạo ra cú hích lớn trong quan hệ thương mại và đầu tư Việt Nam-Hoa Kỳ. Quan hệ thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ mặc dù đã phát triển trong những năm qua, nhưng vẫn chưa xứng với tiềm năng. Vì vậy, trong thời gian tới, các doanh nghiệp chúng tôi mong muốn hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam nhiều hơn nữa, đẩy mạnh giao lưu thương mại giữa hai quốc gia, đặc biệt trước thềm Hiệp định TPP. Nếu như một quốc hội của tất cả những hai nước thông qua, thì Hiệp định TPP sẽ tạo ra một khu vực thương mại tự do, như anh Sinh đã nói, rộng lớn nhất từ trước đến nay, bao gồm đến 40% GDP và khoảng 30% thương mại. Đây là một khu vực thương mại. Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh, trưởng đoàn đàm phán Hiệp định TPP, hiện nay Hiệp định TPP đã ký kết, tất cả các nước thành viên đang tiến hành các thủ tục nội bộ theo quy định của mỗi nước để thông qua. Việt Nam và Hoa Kỳ cũng đang trong quá trình này. Theo ông, sau khi Việt Nam-Hoa Kỳ ký kết PTA vào năm 2000, thì kim ngạch thương mại đã tăng gấp đôi và đầu tư cũng tăng mạnh. Tuy nhiên, khi Hiệp định TPP có hiệu lực, gần như 100% thuế nhập khẩu vào Hoa Kỳ được dỡ bỏ, và đây sẽ là cú hích lớn cho nhiều mặt hàng của Việt Nam hưởng lợi, như giày dép, dệt may, đồ gỗ, hoa quả, hàng tiêu dùng v.v. Sau hơn 20 năm bình thường hóa quan hệ từ chỗ không có bất kỳ trao đổi thương mại nào, Hoa Kỳ đã trở thành đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam. Chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Hoa Kỳ tới Việt Nam đã mở ra cơ hội đưa mối quan hệ hợp tác về thương mại giữa hai nước phát triển sâu, rộng hơn và ở tầm cao mới. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Trần Việt Thái, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Học viện Ngoại giao. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Trước tiên xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn của truyền hình VITV. Thưa ông đánh giá như thế nào về những kết quả đạt được về kinh tế sau chuyến đi của Tổng thống Obama đến Việt Nam ạ? Vâng, nhìn lại cái kết quả chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Barack Obama thì tôi có 3 cái nhận định. Thứ nhất là tôi đánh giá cao những cái kết quả đã đạt được sau chuyến thăm, nhất là trong lĩnh vực kinh tế thương mại. Bởi vì là ban đầu tiên ấy thì cũng có nhiều dư luận cho rằng là đây là một chuyến đi chủ yếu có tính tượng trưng bởi vì nó diễn ra vào cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Obama. Nhưng mà những kết quả đạt được, đặc biệt là cái tuyên bố chung cũng như là những kết quả đạt được cho đến ngày hôm nay về mặt tổng thể mà nói là rất thành công và rất là thực chất. Thế còn riêng về những nội dung kinh tế thì tôi đánh giá cao và tôi cho rằng đây là một phần thành công quan trọng của chuyến đi. Nó góp phần vào những cái thành công chung của chuyến đi. Thì đấy là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai đấy là những cái thỏa thuận về kinh tế thương mại đã đạt được. Và đặc biệt là trong những cái lĩnh vực mà rất là quan trọng như là lĩnh vực công nghệ cao, thế rồi là lĩnh vực năng lượng sạch đã đạt được những cái thỏa thuận có quy mô lớn. Và tôi cũng hơi bất ngờ về quy mô của những kết quả đã đạt được. Và tôi kỳ vọng rằng những cái thỏa thuận này sẽ mở ra những cái cơ hội mới để thúc đẩy hợp tác làm ăn kinh doanh giữa doanh nghiệp hai nước. Và tôi rất kỳ vọng rằng là doanh nghiệp Việt Nam sẽ có thêm những cơ hội để tiếp cận gần hơn với công nghệ cao cũng như là với thị trường Mỹ, với những cái chuẩn mực quốc tế mà Mỹ đang có trong làm ăn kinh tế thương mại đầu tư hiện nay. Thưa ông, với những kết quả đã đạt được thì ông kỳ vọng như thế nào về triển vọng kinh tế Việt Mỹ trong thời gian tới ạ? Thứ nhất là sau cái chuyến đi này và đặc biệt là tới đây khi Quốc hội họp phiên đầu tiên vào tháng 7, chúng ta dự kiến sẽ thông qua cái TPP. Đây sẽ là một cú hích quan trọng
Tôi cho rằng là sẽ là một cái bước đi và một cái động lực để thúc đẩy Mỹ cũng sẽ làm tương tự, tức là cũng sẽ phê chuẩn thông qua cái hiệp định TPP, và nó sẽ mở ra những cái cơ hội hợp tác làm ăn kinh doanh mới giữa hai nước cũng như là doanh nghiệp của hai bên. Cái thứ hai đấy là Mỹ sẽ tiếp tục mở cửa cho các cái mặt hàng, nhất là mặt hàng nông sản và những mặt hàng mà Việt Nam có thế mạnh. Mỹ thì đã mở cửa thanh long, nhãn, thì tôi hy vọng rằng tới đây sẽ tiếp tục mở cửa những cái mặt hàng nông sản mới, ví dụ như xoài này, thế rồi là vải, thế rồi là cà phê vân vân, cho vào thị trường Mỹ. Đây là những một cái thị trường mà tuy rằng khó tính nhưng nếu tiếp cận được thì sẽ có cái chất lượng và sẽ có cái hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn. Cái điểm thứ ba đó là chúng tôi kỳ vọng là Mỹ sẽ tới đây sẽ có những cái bước đi cụ thể để tiến tới công nhận Việt Nam là cái nền kinh tế thị trường. Bởi vì chỉ khi nào mà Mỹ công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường thì khi đó doanh nghiệp của Việt Nam mới được đối xử bình đẳng và cạnh tranh bình đẳng trong nền kinh tế Mỹ. Từ đó chúng ta mới có thể khai thác được những cái tiềm năng còn rất là to lớn, những cái tiềm năng còn, những cái thế mạnh của chúng ta ở trên cái thị trường này. Sau chuyến thăm này thì nhiều người kỳ vọng vào hiệp định TPP sẽ được nhanh chóng phê chuẩn. Tuy nhiên bên cạnh những cái cơ hội thì những cái thách thức sẽ không nhỏ. Vậy theo ông, Việt Nam cần phải chuẩn bị những gì ạ? Vâng, bên cạnh cái cơ hội rất là to lớn do TPP mở ra, cũng như là cái kết quả của cái chuyến thăm này mở ra, thì phải nói là thách thức mà chúng ta gặp phải trong quá trình thực hiện, tới đây phê chuẩn và thực hiện TPP, nếu TPP được thông qua toàn bộ và được đưa vào thực thi. Với chính phủ, tôi kỳ vọng rằng chính phủ phải quyết tâm hơn nữa và nỗ lực hơn nữa, tạo điều kiện thuận lợi, đặc biệt là đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, để họ tiếp cận vốn tốt hơn. Và cái khung khổ pháp lý tôi cho rằng cần phải thông thoáng hơn và tiến tới dỡ bỏ những cái giấy phép con, tạo cho doanh nghiệp, cho họ những cái cơ hội để được học hỏi, để được tiếp cận với những cái nguồn thông tin trên cơ sở bình đẳng. Và chúng tôi rất kỳ vọng rằng là nếu nỗ lực như vậy thì cả doanh nghiệp cũng có lợi và chính phủ cũng có lợi và môi trường đầu tư làm ăn kinh doanh của Việt Nam cũng có lợi. Thế còn về phía các doanh nghiệp thì chúng tôi có một cái lời khuyên là cần phải nhanh chóng bắt tay vào và chuẩn bị càng sớm càng tốt mọi vấn đề. Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ thì nó khó khăn đủ bề, nhưng mà chúng tôi kỳ vọng rằng trước hết là phải con người, chọn được những con người có cái tâm huyết, chọn được con người có ngoại ngữ và từng bước học hỏi. Chúng tôi tin rằng là với sự hỗ trợ của chính phủ, với cái khả năng tìm hiểu và nắm bắt thông tin, từng bước tiếp cận, thì tôi hy vọng rằng là chúng ta sẽ có cách thích nghi với cái bối cảnh mới và sẽ thành công trong quá trình hội nhập, trong cái quá trình thực thi TPP và tranh thủ tốt những cơ hội do cái chuyến đi của ông Obama tới Việt Nam mang lại. Một lần nữa xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn của truyền hình VITV. Cuộc trao đổi vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website www.vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.